Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu vòng bảng Champions League giữa Shakhtar Donetsk với Inter Milan vào lúc 23 giờ 45 ngày 28 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Hành quân tới đất Ukraine ở vòng 2 Champions League, Inter Milan đang tỏ ra vô cùng tự tin sau những khởi đầu ấn tượng ở giải quốc nội. Về phía đội chủ nhà Shakhtar Donetsk, đội bóng này cũng đang rất quyết tâm trong một bảng đấu mà họ không được đánh giá cao. Kết thúc lượt trận thứ nhất bảng D UEFA Champions League, kết quả bóng đá đang có đôi chút bất ngờ khi đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng Serie A Tiraspol lại đang là những người dẫn đầu. Trong khi đó, Shakhtar Donetsk và Inter Milan lại đang chia nhau hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đối với đội chủ nhà Shakhtar Donetsk, phong độ của đội bóng này ở giải quốc nội là không thể chê, song ở trường quốc tế thì Linky lại chưa bao giờ được đánh giá cao. Tuy nhiên, cũng cần dành những sự tôn trọng đối với đội bóng này khi họ lại luôn được đánh giá cao ở tinh thần tập thể. Trận thua trước Tiraspol ở lượt trận thứ nhất chắc chắn không thể làm tụt bước đội bóng này và trước mắt họ sẽ là thử thách mang tên Inter Milan. Phía bên kia chiến tuyến, Inter Milan cũng đã phải nhận trận thua đầy tiếc nuối ở lượt trận thứ nhất trước đối thủ lớn nhất ở bảng đấu này, Real Madrid. Mặc dù vậy, trở về giải quốc nội, Nerazzurri vẫn đang là một thứ gì đó rất đáng sợ khi họ đã bất bại ở 3 trận liên tiếp sau đó. Theo báo bóng đá, tính đến thời điểm hiện tại, Inter Milan là một trong số ít các đội bóng ở Serie A vẫn giữ được thành tích bất bại cho đến lúc này. Chuyến hành quân đến Ukraine ở vòng 2 tới đây, Inter Milan nhiều khả năng sẽ có một trận đấu dễ dàng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng không nên quá chủ quan khi Shakhtar Donetsk như đã nói, họ luôn được đánh giá rất cao về tinh thần chiến đấu. Nhận định Shakhtar Donetsk với Inter Milan. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á chọn Inter Milan. Trận gần nhất Shakhtar Donetsk chấp vơ 2 bàn thắng kèo. Trận gần nhất Inter Milan chấp Atalanta 0.5 bàn thua kèo. Ở giải đấu quốc nội, Shakhtar Donetsk đang được coi là điểm đến lý tưởng dành cho các nhà đầu tư khi họ đã thắng kèo 4 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, ở C1 thì họ lại vừa phải nhận thua trong lần mở kèo với Tiraspol. Phía bên kia chiến tuyến, Inter Milan cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi họ đã thắng 3 lần mở kèo gần nhất ở Serie A, song họ cũng vừa phải nhận trận thua trong lần mở kèo với Real ở C1. Tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra ở trận đấu tới là 1-0. Trận đấu tới nên đặt cửa Inter Milan -1. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn tài. 5 trận gần nhất của Shakhtar Donetsk đang có tỷ lệ nổ tài khá cao, 60%. Phía bên kia chiến tuyến, cửa tài cũng đã nổ 4 lần trong 5 trận gần nhất mà Inter Milan tham dự. Theo các chuyên gia nhận định bóng đá, trận đấu tới đây nhiều khả năng sẽ nổ tài 2.75. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Inter Milan thắng. Ở 5 lần chạm trán nhau trong quá khứ, Inter Milan đang là những người tỏ ra vượt trội với 2 chiến thắng, trong khi Shakhtar Donetsk vẫn chưa thể giành được bất cứ chiến thắng nào. Ngoài ra, hai đội cũng đã có 3 lần bất phân thắng bại ở thời gian này. Đây có thể sẽ lại tiếp tục là một trận thắng nữa của Inter Milan. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Inter Milan thắng 3-1 trong 90 phút thi đấu.